Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn 31.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Hiện nhiều địa phương liên tục có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao. Nguyên nhân chủ yếu do mưa đã xuất hiện trên diện rộng là điều kiện thuận lợi sản sinh bọ gậy. Bên cạnh đó, việc chủ quan lơ là trong công tác phòng chống bệnh của người dân cũng đang là nguyên nhân khiến cho căn bệnh này khó kiểm soát. Một số địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh trong tuần qua như Hà Nội, Hải Phòng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Riêng Đắk Nông chỉ tính trong tháng 6, tỉnh này đã ghi nhận gần 800 trường hợp sốt xuất huyết. Tại Hà Nội thì liên tục tăng nhanh qua các tuần gần đây. Đáng chú ý, có nhiều ca khá nặng, nhập viện trong tình trạng rối loạn đông máu. Chưa bao giờ bị sốt xuất huyết, bây giờ là lần đầu tiên cô bị sốt xuất huyết. Thế là cô vào đây đấy thì các bác sĩ đã điều trị rồi. Trong năm nay thì cũng có một số trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi cũng như là bệnh nhân lớn tuổi cũng đã có những cái biểu hiện như là tăng hematocrit, cũng đồng nghĩa với cái việc cô đặc máu, và bệnh nhân có nguy cơ là nếu không được xử lý thì bệnh nhân có thể là đi vào sốc. Theo các chuyên gia y tế, điều kiện khí hậu hiện nay sáng nắng chiều mưa tạo thuận lợi cho vector truyền bệnh là muỗi vằn sinh sôi phát triển. Trong khi đó thì sốt xuất huyết đã không còn quy luật cứ 4 đến 5 năm lại xuất hiện một đợt dịch, mà dịch bệnh có thể bùng phát trên diện rộng khi các biện pháp phòng dịch không được kiểm soát. Đáng chú ý, nếu người dân sinh sống trong khu vực có điều kiện vệ sinh môi trường bẩn, ẩm thấp, tồn đọng rác thải cũng sẽ thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết để trứng và bọ gậy phát triển. Mật độ muỗi nó sẽ cao hơn. Mật độ muỗi cao hơn thì cái sự tiếp xúc giữa con người và muỗi nó sẽ càng cao, và như vậy là chỉ cần có những cái tác nhân bệnh thôi là nó sẵn sàng nó gây ra dịch. Chúng ta cũng không thể nào mà cho nói rằng năm ngoái có ổ dịch lớn như vậy rồi, chúng ta năm nay chúng ta cũng không cần quan tâm. Các bác sĩ cảnh báo, người dân khi có biểu hiện sốt nên đến bệnh viện để xét nghiệm công thức máu và xét nghiệm chẩn đoán để phát hiện sốt xuất huyết từ sớm. Nếu đúng là sốt xuất huyết, bệnh nhân sẽ được các bác sĩ theo dõi, tư vấn và điều trị kịp thời. Một số trường hợp có thể điều trị tại nhà, không nhất thiết phải nhập viện nếu không có chỉ định, tránh để lâu dẫn đến bệnh trở nặng. Theo các chuyên gia về kinh tế, dự báo áp lực lạm phát trong nửa cuối năm rõ nét và mạnh hơn so với nửa đầu năm. Việc quản lý điều hành giá tiếp tục chịu áp lực lớn do các yếu tố trong nước và ảnh hưởng từ tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Theo các chuyên gia, lạm phát cơ bản hiện có xu hướng tăng cao từ giữa năm 2023 đến nay. Lộ trình thực hiện giá thị trường, tính đủ chi phí hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá, giá mặt hàng năng lượng biến động khó lường đang là những yếu tố rõ nét gây áp lực lên mặt bằng giá. Các chuyên gia kinh tế cho rằng giá cả hàng hóa có khả năng tăng cao sau khi tăng lương 30% kể từ ngày 1 tháng 7 và giai đoạn cuối năm 2024. Ba cái mặt hàng chính chúng ta đang quản lý hiện nay thì vẫn có khả năng tăng giá cuối năm, đó là điện. Điện 6 tháng đầu năm chúng ta không tăng, mà hiện nay nhà chính phủ cho phép 3 tháng tăng một lần, dưới 5%, đấy, mức rất là cho. Thứ hai là dịch vụ y tế, chúng ta vẫn tăng theo lộ trình, nhưng bây giờ giao quyền cho các địa phương đấy, vẫn tăng lộ trình. Và thứ ba là dịch vụ, tức là học phí, đấy, thì chúng ta vừa rồi học phí chúng ta năm 2023 chúng ta không tăng. Thế cho nên là bây giờ chúng ta sẽ trong 6 tháng cuối năm có thể có khả năng những cái mặt hàng ấy vẫn có khả năng nó sẽ tăng. Vấn đề đáng nghi ngại nhất mà chúng ta cần phải xem xét đó là có hiện tượng thường thường là bao giờ lương tăng thì giá tăng. Đấy là một hiện tượng, một quy luật, đúng không? Thế tại sao lại như vậy? Thế thì trong cái vấn đề lương tăng, giá tăng thì cái vấn đề quan trọng nhất là sao? Là nước phải kiểm soát. Có nghĩa là tránh một cái hiện tượng là tát nước theo mưa. Hiện lạm phát so với cùng kỳ và lạm phát trung bình ở mức cao như hiện nay chủ yếu là do tác động từ các cuộc điều chỉnh giá dịch vụ y tế và giáo dục trong quý 3 năm 2023. Để kiềm chế lạm phát nửa cuối năm, bảo đảm thực hiện mục tiêu CPI bình quân từ mức 4 đến 4,5% trong năm 2024, các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ lỏng, ngân hàng nhà nước duy trì lãi suất thấp và mở rộng tín dụng có kiểm soát. Các ẩn số về điều chỉnh giá dịch vụ công theo lộ trình thị trường, tăng lương cũng nằm trong kịch bản, được điều hành thận trọng để đảm bảo CPI bình quân nằm trong tầm tay như mục tiêu Quốc hội đề ra. Việt Nam là một trong các quốc gia giàu tiềm năng về di sản văn hóa dưới nước, nhưng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn vướng mắc trong việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở lĩnh vực này. Khảo cổ học dưới nước tuy vẫn còn là một ngành khoa học non trẻ, cần sự đầu tư cả về nhân lực, phương tiện, thiết bị phục vụ nghiên cứu, nhưng đã đạt được một số kết quả,
đóng góp vào sự nghiệp phục dựng, soi sáng lịch sử, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Hơn 30 năm qua, hàng chục con tàu cổ đã được phát hiện dưới lòng biển Đông thuộc vùng biển Việt Nam. Trong đó có 6 con tàu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã trực tiếp tham gia và chủ trì nghiên cứu khai quật, bổ sung nguồn tài liệu, hiện vật vô cùng quý giá. Trong đó trước hết phải kể đến quá trình khai quật tàu cổ ở Bình Châu, một trong 6 con tàu cổ được đánh giá là đột phá trong ngành khảo cổ học dưới nước ở Việt Nam. Việt Nam chúng ta là một nước có cái vùng biển dài, Biển Đông chúng ta thì còn rất là nhiều các con tàu. Qua thực tế chứng minh thì vùng Biển Đông của chúng ta là cái nơi mà có cái con đường hàng hải quốc tế băng qua, cho nên là cái tiềm năng rất là lớn. Tuy có tiềm năng lớn, nhưng việc khai thác và bảo vệ các di vật ở dưới nước chưa được đầu tư xứng tầm. Khảo cổ học dưới nước đòi hỏi một nguồn kinh phí lớn cho cơ sở hạ tầng, thiết bị, kinh phí hoạt động hàng năm, bảo quản di tích, di vật và chi phí đào tạo nhân lực. Chúng ta phải có một cái quy hoạch tổng thể để phát triển cái chuyên ngành khảo cổ học ở Việt Nam. Hiện nay chúng ta mặc dù một số đơn vị như bảo tàng chúng tôi hay viện khảo cổ học đã thành lập các cái trung tâm nghiên cứu khảo cổ học dưới nước, nó dường như mới chỉ là cái giai đoạn tiếp cận học tập kinh nghiệm của nước ngoài mà rất ít khi có cái điều kiện thực hành ở Việt Nam. Chúng ta phải có một cái quy hoạch và cái chương trình đào tạo bồi dưỡng những cái thế hệ cán bộ. Kinh nghiệm từ các quốc gia biển như Nhật Bản, Hàn Quốc cho thấy cần phải thành lập viện nghiên cứu về di sản biển hoạt động như một trung tâm khảo cổ học dưới nước. Ngoài ra cần có những trung tâm nghiên cứu về thuyền bè, nghiên cứu về thương mại bằng thuyền, trung tâm về bảo quản lưu trữ, qua đó góp phần đưa ngành khảo cổ học dưới nước của Việt Nam thực sự phát triển được đúng với tiềm năng vốn có.